Xin chào bà con, xin chào anh em bạn gần xa ha. Thì hôm nay cái buổi sáng các bạn thì tôi cũng chuẩn bị để tôi thay thác một số ấu trùng ruồi lính đen đây các bạn. Thì hôm nay cái con ấu trùng mình tương đối cũng lớn rồi các bạn. Các bạn thấy nè, nó ngo ngoe đó, nó di chuyển, nó ăn đó các bạn. Đó. Một số con thì nó đã di chuyển rồi các bạn, nó bò lên nè, nó bò lên cái khay để tôi hứng nè, đó. Một số con nè, nó đã bò nó ra ngoài ha. Thì một số này, một số con nó cũng đen đen các bạn, nó chưa đen hoàn toàn, nó ra đây thì vài ngày nữa nó bắt đầu nó đen rồi từ từ nó sẽ nằm yên các bạn, rồi nó quá kén ha, đó là tôi cũng có chia sẻ các bạn một số clip rồi đó. Thì đây các bạn, tôi quay sơ sơ cho các bạn nhìn, các bạn xem, các bạn sẽ rõ. Đây các bạn thấy không? Cái con chim cút nè, tôi thả vô nè. Là con chim cút này ở ngoài từ nó chết các bạn, nó bệnh rồi nó yếu hay gì á, rồi nó chết. Đó. Thấy không? Để vô mớ hồi buổi sáng mà bây giờ chút xíu là nó bu lại, nó ăn dữ tợn lắm các bạn. Đặc biệt là cái con ấu trùng ruồi này nó ăn những cái xác động vật chết đó. Là mình để vô là nó mau lắm các bạn. Còn ở đây là một số rau củ quả thì tôi để ngày hôm qua, hôm nay nó cũng ăn gần hết rồi các bạn. Chỉ còn mấy cái cọng cứng như nhau muống rồi đó, mấy cọng cứng thì lá hầu như nó ăn đâu rủi hết trơn rồi, còn mấy cọng cứng nó còn thì từ từ nó ăn hết các bạn. Nè các bạn thấy nè, nguyên dưa này là có ruột luôn các bạn mà nó ăn nè, bây giờ còn cái trống phong trống không rồi các bạn đó, nó ăn còn cái vỏ không à, cái ruột trắng nó cũng ăn luôn các bạn. Nè nó ăn gần hết trơn luôn rồi đó, nó ăn mà thậm chí nó đội lên nó di chuyển. Trái dưa mình để ở bên đây, nó ăn chút xíu nó di chuyển nó đội qua tới bên đây luôn. Bên đây cũng vậy nè các bạn, bên đây cũng có một nửa trái dưa tôi bỏ vô nè, để tôi dở lên cho mấy bạn xem ha, ăn dĩ tợn lắm các bạn, hết trơn luôn nè. Rồi ở dưới nè, ngay chỗ giữ dưa các bạn thấy nè, mênh mông nè, thấy không, nhiều lắm. Thì nói chung hôm nay nhộng của mình nó cũng tương đối bự hết trơn các bạn. Vậy là mình khai thác cho con vật nuôi của mình ăn là quá ok ha. Các bạn nuôi gà, nuôi lươn, nuôi ếch đó, nuôi cá, nuôi chim, chim cảnh. Nói chung là các con vật nuôi mình, con nào mà nó ăn được cái ấu trùng hay mấy này là đưa vô là tuyệt vời luôn các bạn. Đó. Nói chung cái loài vật nào mà cái con vật nuôi của mình nó ăn cái loại mà côn trùng được á, là nó thích cái này lắm các bạn. Đó. Có những cái con vật mà mình nuôi á, nó ăn toàn là hạt không các bạn, thành ra nó không có dùng cái này được ha. Nói chung là như vậy chứ không phải là con nào cũng ăn hết. Thì mình nuôi cái con này để mục đích để mình cho cái con vật nuôi của mình ăn. À, con vật nuôi của mình là nó thích ăn những cái con những cái ấu trùng hay là nói chung là cái những cái con mà còn sống đó các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Hôm nay quá ok ha. Thì tôi sẽ hốt cái này nè các bạn. Tôi hôm nay tôi sẽ cho cái con gà của tôi nó ăn thử với con chim kim cảnh ha. Để tôi quay cho các bạn xem, tôi lấy tôi đổ vô coi. Cái này nói chung thì mình kỹ á, thì mình xúc ra như vậy nè, mình xúc ra xong á, cái mình dùng cái giỗ á các bạn, cái giỗ lứ á, mình sàng lọc lại, mình lấy cái con ấu trùng này thôi. Còn nhiêu là ba cái phân, nói chung là phân với ba cái rác hữu cơ còn đó thì mình đổ mình bỏ ha. Nói chung là nói tiếng bỏ là không phải bỏ các bạn. Các bạn lấy mấy cái bã này nè. Các bạn cái thứ nhất là tôi có nuôi trùng quế đó. Tôi thảy vô trùng quế cho nuôi trùng quế nó ăn. Cái thứ hai nữa là bạn nào mà nuôi á, không
không có ấy á, thì các không có trùng quế như tôi làm á, thì các bạn để vô các bạn cho cái bón cho cây trồng, tại vì đây là phân mà, này là phân kêu bằng phân hữu cơ rồi đó các bạn. Được cái con ấu trùng này nó phân giải rồi đó, nó phân giải rồi, thành ra cái này là mình bón cho cây trồng được ha. Nè, các bạn thấy là mấy cái cọng này quá cứng rồi, nó ăn không được, chắc một chút tôi lấy là tôi dục bỏ quá nhiều thôi các bạn. Trong này thì nó ngay nó hơi tối, thành ra các bạn xem mà các bạn để ý dùm chút xíu ha. Đó. Giờ tạm thời tôi thay phát một số gì đi, nó còn rất là nhiều các bạn, nhỏ lớn gì tùm lum hết trơn nè. Cái này là sáng nay tôi chưa có cho ăn các bạn, tôi chưa cho nó ăn đó, để chút nữa tôi rảnh rồi tôi cho nó ăn thêm. Hôm nay tôi cho cái con chim cút thả vườn của tôi nó ăn, với cái con gà rồi con chim cá cảnh các bạn, nó ăn hôm nay cho nó ăn cái này đi. Hôm nay nói chung là tôi cho nó ăn bổ sung, cái này tôi không phải là cho ăn set hàng ngày luôn các bạn, tôi không phải cho ăn vậy, cứ ngày hay ngày tôi mới cho ăn lần đó. Đây các bạn, đây là cái chỗ tôi có nuôi vài con gà các bạn. Tại vì đây là cái số đàn gà mà tôi đã gầy lâu rồi, từ lúc còn nhỏ mới nở luôn các bạn. Đó. Thì hôm nay nó đã bự rồi, một ký mấy luôn rồi các bạn. Đó. Hôm nay nó đã trưởng thành, gà trống cũng biết gái luôn ha. Còn hai gà mái này cũng sắp chịu mái rồi, nó chuẩn bị đẻ luôn các bạn. Thì đây. Đây là nói chung là lúc đầu cũng được 5 con các bạn. Tôi cũng có chia lại cho anh bạn ảnh ham quá tôi chia lại rồi. Chia cho ảnh. Tôi chừa lại con trống hai con mái để tôi gầy các bạn. Nhưng mà cái vấn đề là hôm nay tôi cho cái con này nó ăn. Này, các bạn xem nè. Đây là cái ấu trùng ha, nó gặp thì nó mê lắm các bạn. Đó các bạn thấy rồi đó. Thì nhiều bạn hỏi tôi hay là có lên mạng hỏi đó, mình nuôi cái con này để làm gì? Thì các bạn thấy đó, cái con ấu trùng ruồi đính đen này thực chất ra là cái con để cho mình cho cái con vật nuôi nó ăn quá ok ha. Thì đó. Thì mình nuôi cái con ấu trùng này để cho con vật nuôi nó ăn đó các bạn. Rồi các bạn cũng có hỏi là nuôi con ấu trùng này cái đầu ra là ở đâu? Đó, giống như là cái con trùng quế lúc trước tôi có nuôi đó, các bạn cũng hỏi gì nữa các bạn. Thì nói chung mình nuôi những cái con này để mình cho cái con vật nuôi của mình nó ăn là gà, lươn, ếch rồi đó, cá cảnh, cá rồi đó. Là cái nguồn nói chung là cung cấp cái nguồn thức ăn cho nó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa cái nguồn thu của là ở đây nè các bạn. Là những cái con gà này nè, khi mà các bạn cho nó ăn, các bạn nói chung là cũng giảm bớt cái chi phí, thay vì hàng ngày các bạn cho nó ăn lúa như tỷ một lon, thì bây giờ mình cho này nó ăn cái ấu trùng này vô thì các bạn giảm đi được nửa lon đó. Rồi nó cũng cung cấp đầy đủ chất đạm, canxi, protein đồ ha, đó rất là ok cho vật nuôi. Thì đó là một cái nguồn thức ăn rất là dồi dào các bạn. Thì cái nguồn lợi và cái nguồn thu là từ cái con vật nuôi này. Khi mà mình giảm bớt được cái chi phí mình đầu tư vô cái con vật nuôi thì mình sẽ bán được cái con vật nuôi ra, mình sẽ có lời từ cái chỗ đó các bạn. Đó là cái nguồn đó các bạn thấy đó, nó ăn quá tuyệt vời ha. Nói chung là mình cho ăn, mình đưa vô nhiêu nó ăn hết nhiều các bạn, giống như là nó ăn hoài không biết no luôn á. Cái con này nè, cái con ấu trùng này nè, khi mà mình đưa vô cho mấy cái con vật nuôi mình nó ăn á, các bạn thấy đó, đưa vô nhiều lụm hết nhiều. Còn những nhầm khi thức ăn lúa đồ này nọ mình giải rồi sáng tôi đưa vô đó thì các bạn thấy nó ăn vừa đủ rồi nó ngưng. Còn cái con này hầu như là một cái khẩu phần quá phái phái khẩu của con gà luôn ha, thành ra nó ăn liên tục luôn các bạn đó.
Thì các bạn nào mà có làm cái mô hình đó, thấy cái mô hình mình thấy ok đó, thì các bạn cứ làm ha, các bạn cứ đầu tư làm cái con ruồi lính đen để mục đích là mình cho có con vật nuôi nó ăn ha các bạn. Rồi để tôi tiếp tục tôi qua cái cho cái con chim cút nó ăn coi các bạn. Đây mấy bạn, đây là cái chỗ mà mình nuôi cái con ruồi lính đen ha. Đây là ruồi lính đen nè, hôm nay cũng khá là nhiều các bạn. Đó. Thì trước hết là cái ở đây là cái chuồng nuôi chim cút. Thì chim cút thì nó ngay còn có số con rồi các bạn. Số con này nó ngay là tôi đã giao cho anh em, số này còn lại là số con đẹp các bạn. Số con nói chung là đẹp, là nó tính đẹp là nó nhỏ hơn mấy con kia, thành ra khi mà mình giao cho anh em mình lựa những cái con mà chất lượng, còn số này thì nó còn hơi nhỏ, thành ra mình để lại các bạn, mình không có giao ha. Thì mình cũng thả như nè các bạn, kêu bằng thả vườn đó, thì các bạn để cho mình xúc cho ăn hổm về nó ngay. Mình cũng chưa, mình từ lúc ấm giờ mình đem ra đây thì tới giờ mình cũng chưa cho nó ăn lần nào chứ các bạn, nhưng mà hôm nay mình thử coi coi đi, cái con này nó thích ăn mấy con này không. Cũng có mổ ha các bạn, cái này là mới tập sự thành ra nó còn e dè lắm các bạn, rất là e dè ha. Thì các bạn thấy đó, nếu mà đưa vô mà nó chịu lại nó mổ là chắc chắn là nó sẽ ăn các bạn, tại vì nó mới ăn lần đầu tiên à. Nhưng mà nó ăn được lần hai lần là bảo đảm các bạn để xuống là nó chạy lên đen rụi luôn ha. Đó, tại vì sáng này tôi cũng cho nó ăn cái cám cám cúc, thành ra nó cũng no bạn, các bạn một số con nó no thành ra nó không có giống như là nó không có thèm ăn nữa, nhưng mà nó đang lỡ nó mổ nó ăn đó. Đây số con nữa, mấy con số con nó lỡ ở góc đó nó cũng tùm lum hết kìa, nó cũng nhiều lắm á. Cái này độ chừng cả 100 con các bạn, có con cũng trọng trọng, có con rồi cũng đẹp quá ha. Nhưng mà bảo đảm các bạn, khi mà mình cho cái ăn cái ấu trùng này liên tục vài ngày thì nó sẽ phát triển mau thôi các bạn. Tại vì cái con chim cút này á, khi mà các bạn mua ở trại á thì ấm trong vòng 1 ngày tuổi đến 20 ngày tuổi hoặc là 15 ngày tuổi các bạn thấy nó còn nhỏ lắm các bạn, nhầm con nó bự hơn con này chút xíu à. Đó. Nếu mà 20 ngày tuổi thì nó đạt tầm cỡ con mấy con này thôi à. Đó. Các bạn thấy không? 20 ngày tuổi đó. Thì trong vòng 20 ngày tuổi thì các bạn thấy vậy đó, nhưng mà từ 20 ngày tuổi mình nuôi, bắt đầu nuôi về mình nuôi lên mình cho ăn, mình nói chung là mình cho nó đầy đủ đó là nó rất là mau lớn các bạn. Trong 20 ngày tuổi đổ lên thì nó rất là lẹ ha. Nó lớn rất lẹ. Nó lớn mà mình ngó thấy luôn á. Nó phát triển lẹ lắm các bạn. Đó, một số con lại nó ăn rồi đó các bạn thấy nè, nó đang mổ ăn. Đó, nó mổ cái ấu trùng đó, thấy không? Nó bò lủng lúc nhúc mới nãy tôi giải đó, bây giờ nó lại mổ á. Đó. Đó, nó mổ ăn. Thì mấy con này là lần đầu tiên tôi cho ăn con ấu trùng ruồi lính đen luôn các bạn. Tôi sẽ tiếp tục bắt đầu là cứ cách ngày hoặc 2 ngày tôi sẽ cho nó ăn các bạn. Để cho nó quen ha. Nó quen thì khi đó mình chỉ cần rải vô là nó chạy lại. Đó. Rồi, tạm thời tôi chia tay tôi quay về cái con chim cảnh chút xíu các bạn. À đây bà con, tôi đang tới cái chuồng nuôi cặp đôi chè thang ha. Thì cặp đôi này nó cũng gần đẻ các bạn. Tôi cũng có chia sẻ một số clip trước á, thì nó đã làm tổ. Đây các bạn. Đó, tôi để cái tổ gì nó tự thay rơm vô ha. Thay rơm thay rác vô, tại vì tôi để rơm ở dưới nữa các bạn. Hôm nay nó thai rất là nhiều đó. Thì cặp đôi này nó cũng quấn quýt bên nhau các bạn,
Tại vì mình cũng có chia sẻ rất là nhiều cái clip về cái con chè mình đang ghép đôi ha. Thì các bạn thấy đó, ở dưới tôi cũng tạo một cái môi trường cho nó ở giống ngoài tự nhiên các bạn. Thì tôi cũng thường xuyên cho ăn trùng quế, rồi cho ăn cái ấu trùng này các bạn. Thành ra cái cặp chè của mình nói chung nó hót rất là ok. Nhất là vào buổi sáng ha, nói chung là nó hót hàng ngày luôn các bạn, hàng giờ luôn. Tại vì khi mà mình đứng đây nhằm khi mình nói chuyện rồi tác động đến nó nhiều, thành ra nó không có hót các bạn. Nếu mà mình chịu khó mình ra mình đứng xa xa một chút xíu, mình chờ một chút thì nó sẽ hót. Thì nói chung là nó ăn những cái con vật mà cái ấu trùng này nè, hoặc là trùng quế, làm những cái thức ăn quá ok đối với cái con chè than, con chim cảnh của mình ha. Thì làm cho con chim của mình nó sung mãn các bạn, nó rất là thích thú. Thành ra đây là một cái nguồn thức ăn rất là ok đó. Thì con chim của mình nó sẽ hót cực kỳ luôn các bạn đó. Thì ở đây mình có một cái nguồn thức ăn quá tuyệt vời, thành ra tôi đa số là tôi cho ăn cái này là cũng là nhiều các bạn. Nhưng mà tôi cũng có kèm theo thức ăn bên thức ăn công nghiệp ha, thức ăn cám trứng đó của chim đó. Thì nói chung cỡ 2 hoặc là 3 bữa tôi sẽ cho ăn cái ấu trùng này các bạn với cái con trùng quế ha. Đó. Thì tạm thời tôi để ở đây nè các bạn. Tôi để ở đây bắt đầu là chút xíu là nó tôi đóng cửa lại. Các bạn thấy nè, nó bay lại nó tự nó mổ nó ăn. Nó rất là thích mấy cái con ấu trùng này các bạn. Thành ra tôi muốn chia sẻ cho các bạn, bạn nào có chơi về cái con chim cảnh á, các bạn nên nuôi hoặc là mua cái ấu trùng này về các bạn cho nó ăn các bạn. Quá tuyệt vời, ok luôn ha. Đó. Để tôi đóng là các bạn. Các bạn nhìn nè, chút xíu các bạn để ý nè, nó bay lại nó mổ nó ăn các bạn. Chào các bạn nha. Thì nãy giờ mình quan sát đó, thấy cặp chim mình nó cũng có xuống ăn đó, nhưng mà vấn đề là nó rất là khôn các bạn. Tại vì mình để những cái thức ăn nó lạ chỗ, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó nhìn thấy cái camera mình để đặt mình quay đó thì nó rất là ngại ha. Thành ra nó rất là khôn. Thành ra nó xuống ăn rất là ngại đó. Rồi, cũng chia tay các bạn ở đây. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt các bạn ạ.